Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Để các bạn mới là chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn vân vân. Thì hôm nay là ngày thứ hai mình có mặt tại Hà Nội. Sau cái clip đầu tiên mình đã chia sẻ về cái quá trình vận chuyển cũng như là những cái bước chuẩn bị tại Việt Nam để đón con cá này từ Indonesia về, thì đã được các bạn quan tâm rất là nhiều. Thì ở cái clip này mình sẽ chia sẻ thêm một số những cái hình ảnh cũng như là cái chi tiết mà cái vẻ đẹp của con cá huyết long phượng hoàng này gửi đến cho các bạn để các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu vô mình xem chi tiết con cá này ha các bạn ha. Thì như các bạn cũng đã xem phần 1 thì đây là anh Châu, là ông chủ của Revit Việt Nam. Thì hôm nay sẽ cùng đi sâu vào chi tiết cái vẻ đẹp của con huyết long phượng hoàng này. Anh Châu ơi, cái con cá này á thì cái kích thước của nó là bao nhiêu nha? Khoảng 20 cm. 20 cm, nhưng mà cái giá trị của nó có cao không nè? Rất là cao. Như vậy thì đối với một con cá chỉ có 20 cm thôi mà giá trị cao, thì cái điều gì mà để làm nên cái giá trị của nó? Cái này thì nó sẽ gồm 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nó về cái gen đột biến. Về là cái dòng huyết long này thì như bạn như Hugo biết đấy, nó có rất là nhiều các cái loại đột biến, ví dụ như là sọt hay là pha phu kinh. Đấy là những cái dòng mà rất nhiều anh em đang sở hữu rồi. Nhưng mà để mà có những con thú huyết long, mà để có được những con đuôi càng dài thức tha nhỉ, thì là bên bên phút mình cũng phải tìm kiếm rất là lâu rồi thì là mới mang cá về đây. Thì như nó rất là hiếm, rất là hiếm. Và cái vấn đề thứ hai nữa đó là về vấn đề phong thủy. Bạn biết đấy là con rồng, con phượng thì là nó cũng là linh vật châu Á mình đúng không? Tức là ai trong nhà cũng phải thờ cúng một số con, hai con đấy. Và chú huyết long này thì lại mang tính chất của con phượng. Nhưng đi thì từ rất là dài và rất là thước tha. Đấy thì là cũng là một phần để tạo nên giá trị con cá này. Như vậy thì như anh Châu nói là cái con cá rồng này nó sẽ, theo em hiểu thì nó sẽ mang lại những cái thịnh vượng cũng như là tài khí cho cái gia chủ, phải không ạ? Đúng rồi. Như vậy thì còn một yếu tố thứ ba nữa anh muốn chia sẻ là yếu tố gì vậy? Đó là yếu tố về như cái phần một mình đã trao đổi, là yếu tố về vận chuyển rủi ro rất là cao. Mà cái này là sẽ được bao sống đến về đến tận Việt Nam khi mà khỏe, nên thành ra cái giá thành của nó độ lên rất là cao. Sức khỏe cũng như là không bị dụng vây dụng càng gì cả, bởi vì khi mà những con cá này mà mất dụng vây dụng càng nó sẽ không mất cái giá trị cao. Như vậy là giống như là một cái bảo hiểm cho con cá này về từ Indo và Việt Nam mà không chạy ra chóc dãy gì hết, còn nguyên luôn. Em hiểu rồi. Anh Châu ơi, em có nghe anh đề cập tới những cái rủi ro trong khi mình vận chuyển con cá đó, thì những cái rủi ro đó ở đây là cụ thể là những cái rủi ro gì anh ha? Vận chuyển con cá từ bên Indo về thì nó cũng rất nhiều rủi ro. Nhưng mà có những cái rủi ro chính như là anh hay mắc phải là thứ nhất là con cá bị bồng oxy do đóng bên kia không cẩn thận, hoặc là do lúc ném thùng ở bên sân bay người ta va chạm, sẽ bị là con cá nó sẽ bị hỏa, nó sẽ bị nhảy, nó sẽ bị là gãy cả hoặc là gãy đuôi. Và khi mà con cá nó mọc lại được thì nó sẽ không được đẹp, sẽ làm mất giá trị con cá. Đúng rồi, nếu mà một con cá mà cái giá trị cao vậy mà cái độ, cái vẻ đẹp của nó nằm ở cái đuôi dài cũng như là cái càng dài đó, mà nếu mà nó bị gãy đi thì khi mà nó mọc lại chắc là nó sẽ không có giống như ban đầu, cũng sẽ có một cái độ cong hay là ngắn hơn ban đầu anh ha. Đúng rồi. Vậy thì sẽ giảm cái giá trị của con cá đi. Em nghe nói là ví dụ như con cá rồng này á, khi mà nó lớn á thì cái mình nó sẽ dài ra, và những cái như là vây đuôi hay là càng thì nó sẽ thu lại một chút. Thì như vậy thì đối với con rồng phượng hoàng này thì khi mà nó lớn thì cái mình nó sẽ như thế nào, và vây đuôi thì nó có phát triển dài ra hay không? Về cũng như cái cá thể mà huyết long phượng hoàng như này thì khi mà lớn ấy, các cái bộ vây vi thì cờ đuôi này của nó sẽ phát triển từ độ thuận theo chiều dài của cơ thể. Đấy, nó cũng sẽ dài ra và to lên theo cái chiều dài của cơ thể. Như vậy là hiện tại là cái càng cũng như là vây đuôi nó rất là dài rồi. Mà khi mà lớn ra nó dài hơn nữa, tôi nghĩ là nó rất thức là thước tha luôn, giống như sợ nó giống như một con phượng luôn ha. Như vậy là
khi mà lớn là càng lớn càng đẹp. Càng lớn càng đẹp. Yeah. Ngoài ra khi mà nó lớn ấy, thì đây thì nó vẫn mang cái gen của con huyết long. Yeah. Và nó vẫn sẽ đỏ và khi mang khoác cho mình cái một cái bộ giáp đỏ rồi thêm một cái bộ cánh như kiểu đuôi từ cờ gà này. Yeah. Làm cho cái con huyết long này nó có bộ trang phục rất là lộng lẫy luôn. Yeah. Thì như vậy là em có thể hình dung là khi mà nó lớn là nó phát lên trên mình một cái bộ giáp rất là tuyệt vời luôn. Yeah. Vừa ngầu của một con huyết và vừa là thước tha của một con phượng. Như vậy thì khi nào con cá này nó sẽ về nhà gia chủ à? Con cá này thì hiện giờ là nó đã ở nhà mình khoảng 5 đến 7 hôm rồi. À. Và mình sẽ tiếp tục dưỡng khoảng 1 tuần đến khoảng 10 ngày nữa là mình sẽ cho được lại cá chủ. À. Như vậy là mình phải giữ cho con cá cho nó học tập khỏe mạnh. Đúng rồi. Và kỳ cờ thì kỳ căng hết rồi mới về nhà gia chủ để gia chủ chỉ có việc ngắm thôi chứ không phải giữ nữa. Anh như vậy thì đối với một cái cá đặc biệt như thế này nè thì cái chế độ ăn của nó có cái gì đặc biệt? Thật ra thì chú cá bình thường ấy hoặc là cái về phần là đuôi càng nó to khi mà không mang gen phổ biến quý hiếm như này. Yeah. Thì khi mà bạn ăn nhiều quá thì bạn không biết cách chăm sóc nó thì là cái phần đuôi càng nó sẽ bị bé lại, càng ngắn lại và sẽ đuôi sẽ nhỏ hơn. Yeah. Nhưng mà với đây là một con cá mang gen đột biến, tức là nó có sẵn trong mình cái máu là con huyết long cũng làm rồi. Yeah. Thì là dù bạn ăn cái chế độ nào, dù bạn to béo nào thì cái phần đuôi càng sẽ vẫn lớn lên, yeah, vẫn to ra, yeah, chứ không phải là sẽ bị sụp cụp lại so với những cái chủ loại huyết long. Như vậy là theo như em hiểu là nếu mà ăn, dĩ nhiên là mình không ăn quá nhiều nhưng mà mình cứ ăn mình chế độ ăn bình thường thì nó sẽ càng phát triển thêm dài hơn, đúng rồi, xòe hơn, tròn hơn, đúng rồi. Dạ. Ủa anh ơi, như vậy thì em muốn hỏi một cái điều như thế này, đối với những con cá như vậy nè, cái gì giá trị nó quá cao đi, thì ví dụ trong cái thời gian mà mình chơi cá đó, lỡ mà có những cái vấn đề gì, ví dụ như về thẩm mỹ của con cá, mắt môi này kia gì đó, thì bên phía Việt Nam mình có hỗ trợ gì không ạ? Với những chú cá đặc biệt như những chú cá huyết long phượng hoàng này, yeah, thì bên đây Fit là sẽ có cái một cái bảo hành đến trọn đời, yeah, cho những chú cá này về cái phần mắt và phần môi. Yeah. Bởi vì khi chú cá này đến với cả đây Fit Việt Nam thì đó là cơ hội may mắn với cả bên đây Fit Việt Nam. Còn đối với tất cả những chú cá thường khác thì bên mình cũng vẫn làm bảo hành mắt môi trong một năm đấy cho các bạn khi đến giao dịch đặc biệt. À, có nghĩa là những cái sản phẩm cá lồng được bán ra từ Redfish Việt Nam sẽ được bảo hành mắt môi trong suốt một năm. À, có nghĩa là nếu mà bị sạn mắt hay là dư môi này kia thì đem qua là tút tát lại hay là đẹp như mới luôn. Đúng rồi. À, như vậy là quá hay các bạn ha. À, anh Châu ơi, như vậy thì trong tương lai á, thì Redfish Việt Nam á, có những cái dự định nào hay là những cái dự án hay là những cái con cá nào đặc biệt không mà sắp về không thì anh có thể chia sẻ với lại các bạn nhé. Đây là một trong những huyết long phượng hoàng đầu tiên về đây Fit. Yeah. Và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều các bom tấn nữa trong năm 2021. Yeah. Để sẽ gửi đến các bạn. À, như vậy thì biết đâu trong thời gian tới mình sẽ có những cơ hội để hợp tác tiếp với bên đây Fit để gửi đến các bạn những cái siêu phẩm mới, những cái bom tấn mới đẹp hơn và hấp dẫn hơn các bạn ha. Ok, như vậy thì từ đầu video clip tới giờ các bạn đã được xem cái con cá huyết long phượng hoàng này ở trên cái kênh YouTube của mình. Nhưng mà nếu mà các bạn nào muốn xem trực tiếp con cá này thì có thể đến Redfish Việt Nam tại số 14 ngách 7 ngõ 264 Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội để có thể xem trực tiếp con cá này nha các bạn ha. Thế là chào mừng các bạn đến xem, có thể chiêm ngưỡng cùng mình chia sẻ về siêu phẩm như này. Ngoài ra có rất có nhiều các mẫu cá rồng khác để các bạn có thể tham khảo cho sự lựa chọn của mình. Dạ. Yeah. Rồi, qua đó thì qua cái video clip này em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Châu cùng với lại Redfish Việt Nam cũng như là anh Tùng đại diện về Trabeo đã có một cái lời mời để ngày hôm nay ekip của Hugo Dương có mặt tại đây cũng tham dự một sự kiện đặc biệt như thế này. Anh cảm ơn anh Châu rất là nhiều. Anh cũng rất là cảm ơn Hugo Dương và ekip của em đã bớt chút thời gian hôm nay đến Hà Nội cảm nhận cái gió lạnh và cái game lab của Hà Nội. Dạ, cảm ơn anh Châu rất là nhiều. Như vậy thì anh em mình sẽ gửi lời chào đến các bạn ha và hẹn với các bạn là một cái dịp trong tương lai biết đâu là sẽ có một cái sự hợp tác mới về một cái sản phẩm mới nó hoành tráng hơn nữa.
Ok, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại. Như vậy là cái video của mình là kết thúc. Bên dưới cái clip của mình có một cái nút đăng ký subscribe đó các bạn, và một cái chuông bé bé xinh xinh. Nếu như các bạn thích cái clip của mình thì hãy bấm một cái nút đăng ký cũng như là cái chuông để ủng hộ thêm cho mình động lực ra những video hay được cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ba action. Thì như các bạn cũng đã thấy là sau một đêm dài mình đã ở trên cái chuyến bay đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, thì hiện tại mình đang có mặt tại Hà Nội nha các bạn ha. Thì bây giờ mình đang trên con đường đi vô cái trụ sở của Rayfish Việt Nam. Địa chỉ là... Chết mẹ, quên địa chỉ. 2, 3, action. Ủa, hỏi gì ta? À, quên chuyện. Rồi, chuyện tốt chuyện.